Hello, hello, xin chào các bạn, đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ 20 phút tối giờ Cali Ở Việt Nam cái là bước qua là ngày thứ năm rồi Và hôm nay đó, Thuần chủ yếu dành thời gian để mà chia sẻ tin tức với các bạn Chúng ta cũng có rất nhiều những cái tin tức lớn hôm nay các bạn Chúng ta có cái thông tin lớn liên quan tới Ethereum Spot ETF Chúng ta có một cái chiến thắng rất lớn đến từ Michael Saylor liên quan tới Bitcoin Thuần chia sẻ chi tiết hơn về điều này Bitcoin đó thì bây giờ mức là 25 59 thì không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua nhưng mà hôm nay chúng ta có một số những thông tin rất là lớn và nhìn chung đó, thị trường crypto các bạn thấy được là có xanh có đỏ cũng không có một xu hướng nào rõ rệt cho bạn à, và giá cả phần lớn cũng tương tự ngày hôm qua mà thôi vốn hóa của cả thị trường cũng như vậy những gì xảy ra trong thị trường tài chính nói chung nó không có ảnh hưởng đến giá của crypto hiện tại và hôm nay chúng ta có một cái thông tin lớn liên quan tới Ethereum và chúng ta thấy được là giá của Ethereum cũng không thay đổi nhiều nhưng mà cái thông tin chúng ta nhận được là cuối cùng đã có có công ty đầu tiên đại đơn để có một cái Ethereum Spot ETF các bạn đây là một quỹ Spot ETF liên quan tới Ethereum chúng ta từng nghe nói tới ở rất nhiều những công ty đó họ đang chờ đợi SEC duyệt Ethereum Futures ETF và khả năng cao đó SEC sẽ duyệt tại sao vậy các bạn? Tại vì các bạn thấy là chúng ta đã có Bitcoin Futures ETF dựa theo CME thì cũng là cách hoạt động tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ có Ethereum futures ETF về mặt pháp lý đó, thì tôi nghĩ là sec sẽ khó để mà từ chối những cái quỹ này tại vì các bạn thấy được là futures ETF dựa theo CME à, thì cũng tương tự như là Bitcoin mà thôi. Thì không lý do gì mà cho Bitcoin Futures ETF thông qua mà không cho Ethereum Futures ETF. Và nếu như mà chúng ta hay lập luận là tại sao lại cho Bitcoin Futures ETF thông qua mà không cho Bitcoin Spot ETF thông qua, thì sau này cũng sẽ có những lập luận là nếu như mà Ethereum Futures ETF thông qua thì không lý do gì mà Ethereum Spot ETF không được thông qua. nên các bạn thấy được là SEC đó đã phạm một lỗi lầm đối với Thuận đó chính là cho phép Bitcoin Futures ETF thông qua khi mà chúng ta thấy cách đây khoảng chừng là 2-3 năm Tại sao lúc đó chúng ta thấy SEC cho thông qua Future ETF Tại vì họ nghĩ là họ sẽ dựa theo CME Cho nên sẽ không vấn đề gì Nhưng mà vì lý do đó dẫn đến hệ lụy sau này các bạn Cho nên SEC đang ở trong cái thế rất là khó Và ARK Invest muốn là người đầu tiên có thể tiếp cận được với lại Ethereum Spot ETF Cho nên đã đệ đơn sớm hơn tất cả mọi người Ước tính của những người mà chuyên về ETF họ nghĩ là chúng ta sẽ có những cái công ty khác sẽ theo góc chân của ARK Invest Bây giờ đó, còn quá sớm để uh, SEC có thể nghĩ đến Ethereum Spot ETF các bạn Tại vì bây giờ đó, Bitcoin Spot ETF vẫn là một dấu chấm hỏi Và các bạn thấy là Grayscale vẫn đang gây áp lực với lại Gary Gensler Quốc hội vẫn đang gây áp lực với Gary Gensler Và tất cả điều hướng tới là trễ nhất là năm sau chúng ta sẽ có một cái Bitcoin Future ETF và sẽ kết nối với Ethereum Spot ETF sau đó Đó là cái bước kế tiếp Cho nên Thuận đã chia sẻ trong video ngày hôm qua đó Các bạn nghĩ gì về hệ sinh thái của Ethereum cũng không quan trọng đâu Tại vì cái vị thế của Ethereum trong thị trường tài chính đó, nó khác nhiều So với những cái mạng lưới cạnh tranh còn lại như là Solana, như là Cardano các bạn Ethereum có cái vị thế rất lớn trong thị trường tài chính không giống như là Bitcoin các bạn chỉ đứng sau lưng Bitcoin mà thôi cho nên nếu như các bạn chỉ nghĩ đơn giản về công nghệ về hệ sinh thái DeFi đó thì các bạn cần phải có cách nhìn tổng quát hơn Ethereum thật sự là gì trong thế giới tài chính thì các bạn mới hiểu được tại vì Ethereum là gì trong thế giới tài chính đó, đó là yếu tố quan trọng dẫn đến dòng tiền có vào Ether hay là không và dòng tiền vào Ethereum đó thì lại ảnh hưởng đến là hệ sinh thái của Ether sẽ phát triển ra sao. Đó là thông tin lớn đầu tiên ngày hôm nay liên quan tới crypto. Thông tin lớn thứ nhì đó là một cái thông tin mà thuận thấy là có nhiều bài viết cũng chia sẻ nhưng mà họ cũng không có nói à, chi tiết các bạn. Đó chính là một chiến thắng lớn của Michael Saylor. Michael Saylor đã thành công thay đổi quy định kế toán các bạn. Thì để hiểu chi tiết hơn đó, à, chúng ta đã biết là cái à, cơ quan quản lý tiêu chuẩn kế toán của Hoa Kỳ gọi là FASB các bạn, FASB và cơ quan này đã phê duyệt các quy tắc mới cho phép các công ty báo cáo giá trị crypto của họ đang giữ bằng cái mức giá trên thị trường bắt đầu từ năm 2025 thì tại sao nói đây là một chiến thắng lớn của Michael Saylor tại vì Michael Saylor đã thúc đẩy để có cái tiêu chuẩn mới này Tại vì sao các bạn? Thì mới nghe đó có vẻ các bạn thấy là rất vô lý và khó hiểu Nếu như mà một công ty đang lưu trữ Bitcoin đi Họ không báo theo giá thị trường thì báo theo giá gì? Hiện tại đó các bạn nên hiểu là theo quy định kế toán Bitcoin đó được xem là một cái tài sản vô hình Giống như chúng ta nói tới là bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền Tất cả những cái đó đều là tài sản của công ty Nhưng mà nó là một tài sản vô hình Các bạn đâu thể nào mà cầm, nắm được bằng sáng chế hay nhãn hiệu đâu và những tài sản này phải thường xuyên được định giá và điều chỉnh trong báo cáo kế toán khi mà giá thay đổi và chỉ được điều chỉnh xuống. Có nghĩa là họ nói là những cái bằng sáng chế này, nhãn hiệu này đó thì khiến cho công ty định giá một cái mức nào đó. Và có thể là một phần rất là lớn, các bạn nghĩ đi là một công ty làm thuốc thì cái bằng sáng chế đó rất đáng giá. Nhưng mà theo thời gian đó thì bàn sáng chế đó là không đáng giá nữa nhất là theo thường hiểu là giống như Hoa Kỳ đã sau 7 năm hay gì đó thì cái công thức đó sẽ được công khai cho nên bàn sáng chế đó nó sẽ không còn đáng giá như xưa nữa và vì lý do đó công ty phải thường xuyên điều chỉnh giá xuống để cho cái mức giá định trên thị trường nó sẽ không có bị chênh lệch nhiều quá và bây giờ Bitcoin cũng đang bị liệt vào là một tài sản vô hình có nghĩa là khi giá Bitcoin trên thị trường giảm dưới cái giá mua vào Giống như là các bạn mua vào giả sử như là giá 20.000 đô đi Thì khi mà giá Bitcoin xuống tới mức là 16.000 đô Thì các bạn phải điều chỉnh giá xuống và ghi nhận là thua lỗ trong báo cáo thu nhập Mặc dù là chưa bán có nghĩa là cái đó coi như là lỗ và trừ vào cái thu nhập công ty À, cho nên các bạn thấy được là điều này đó khiến cho nhiều công ty họ không có muốn lưu trữ Bitcoin vì lý do đó Tại vì bây giờ đó giá Bitcoin là 25-26 ngàn đô nhưng mà họ không có điều chỉnh lên được các bạn Chỉ điều chỉnh xuống mà thôi vì cái quy định kế toán này Và đó là lý do tại sao mà chúng ta có thể nhìn thấy được là nhiều những cái bài viết Như chúng ta nói tới là MicroStrategy đã khai lỗ gọi là Impairment Charge Chúng ta cũng thấy những công ty khác như là những công ty Riot Bitcoin, công ty đào Bitcoin đó Thì họ cũng phải là khai lỗ Tesla cũng phải khai lỗ khi mà cái mức giá mà họ mua đã so với mức trên thị trường giảm xuống vì lý do đó đó nhiều công ty họ không có muốn lưu trữ các bạn tại vì công ty có thể là đang kiếm có tiền nhưng mà vì cái giá Bitcoin đã phải điều chỉnh xuống dẫn đến là họ phải khai lỗ công ty à, cho nên đây điều cổ đông cũng không có thích và cũng không hợp lý đâu tại vì có hai lý do đó nếu công ty vẫn chưa bán thì tại sao gọi là lỗ và phải trừ vào thu nhập công ty vẫn đang lưu trữ mà và thứ nhì nữa đó là giá Bitcoin có thể tăng cao hơn là giá mua vào và michael saylor đó đã, đã là người tiên phong à, để mà đệ đơn hỏi cơ quan tiêu chuẩn kế toán Hoa Kỳ vì tại sao mà Bitcoin đã được liệt vào như vậy và cuối cùng đó Michael Saylor cũng đã thành công thuyết phục họ thay đổi tiêu chuẩn kế toán các bạn và bitcoin đó bây giờ sẽ được xem như là một cái loại tài sản thông thường có nghĩa là sẽ ghi nhận giá trị crypto theo giá thị trường nghĩa là các bạn mua giá bao nhiêu đó thì trong cái quý kế tiếp giá xuống thì điều chỉnh xuống, giá lên thì điều chỉnh lên. Mặc dù đó, thùng cảm thấy là nhiều người không hiểu cái tầm quan trọng về vấn đề này, nhưng đây là một thông tin cực kỳ tích cho tương lai. Vì lý do, thường vừa chia sẻ các bạn cái sự thay đổi nhỏ của kế toán này đó, sẽ khiến cho nhiều công ty có thể là có hứng thú lưu trữ bitcoin hơn. Và để các bạn hiểu đó, bây giờ những công ty nào đang lưu trữ bitcoin, chúng ta có thể nhìn thấy được một cái thống kê đến từ Smart Crypto Solution ở trên X, ở trên Twitter. Chúng ta đã thấy đây là một số công ty tiêu biểu mà thôi và con số này đó không phải là họ lưu trữ bao nhiêu. Bitcoin các bạn Đây là cái giá trị công ty mà thôi Chúng ta thấy được là chúng ta có những công ty cực kỳ lớn như là Tesla đang lưu trữ Bitcoin hiện tại PayPal đang lưu trữ Bitcoin hiện tại Block Chúng ta có Marathon, Riot, MicroStrategy lưu trữ rất là nhiều Bitcoin Cho nên chúng ta đã thấy là sau này sẽ còn có thể có nhiều công ty hơn nữa Đây là một cái thông tin rất thích cực cho tương lai của những công ty nào muốn lưu trữ Bitcoin các bạn Và đương nhiên mình thấy là Michael Seller cười rất là tươi nhưng mà cái quy định này sẽ bắt đầu vào năm 2025, nhưng mà theo tôi đọc đó thì có thể áp dụng quy định này vào năm sau nếu như mà công ty đó muốn. thường không hiểu là nếu muốn áp dụng sớm hơn đó thì phải làm gì, nhưng mà tôi nghĩ là có thể là sẽ áp dụng sớm hơn được cho một số công ty. Bây giờ thông vẫn đang chờ đợi xem là những chi tiết được chia sẻ bởi Microsoft sẽ ra sao. Và đây là cái thông tin lớn thứ nhì À, chúng ta còn một số những thông tin nổi bật khác các bạn à, Chúng ta có à, một loạt những cái thông tin liên quan tới Binance Đi list một số đồng Thì à, chúng ta có hai thông tin liên quan tới Binance Binance US Đây là cái công ty Binance ở Hoa Kỳ mà thôi không phải là Binance quốc tế Thì Binance US họ thông báo họ sẽ hủy niêm yết token OMG Token of Michigan Bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 năm 2023 với lý do là OMG đã không còn đáp ứng được tiêu chuẩn của họ và hủy niêm yết là cần thiết để duy trì một hệ sinh thái tiền điện tử lành mạnh và bền vững. Đó là lý do được chia sẻ với Binance US thì cũng dễ hiểu thôi các bạn. OMG đã từng là một ngôi sao tỏa sáng các bạn và trước đây OMG đó là một trong những dự án mà thuận nhớ và Talik đã là advisor cho dự án này. Đây là một dự án mà nó sẽ mở rộng mạng lưới của Ethereum à, nhưng mà sau năm 2018 thì hầu như không còn ai nhắc đến OMG nữa thì OMG đã bắt đầu đi vào quên lãng rồi các bạn. Rồi chúng ta có thông tin đến từ Binance.com và những thông tin này chỉ liên quan tới những bạn nào mà đang sống tại Bỉ mà thôi. Tại vì họ sẽ ngừng giao dịch một số đồng privacy Nghĩa là liên quan tới ẩn danh đó bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 năm 2023 với lý do là tuân thủ pháp luật. Các đồng tiền bị ảnh hưởng như là Monero, MobileCoin, Firo và Horizon là những đồng mà bị ảnh hưởng. Tại vì ở châu Âu đó đã, đã bắt đầu có thiết lập những cái luật mới như là mica các bạn và sẽ không thể chấp nhận những cái đồng chuyên về ẩn danh như thế này. Tôi nghĩ là trong tương lai đó chúng ta sẽ luôn có những đồng ẩn danh như là một Monero, một chiến đồng mà có công nghệ ẩn danh rất là tốt. Vì lý do sẽ luôn có những người có nhu cầu đó, không hẳn là họ là người xấu đâu các bạn. Tại vì các bạn thấy được là có nhiều người đó họ có thể là muốn ủng hộ một lý do nào đó vậy xin các bạn ở trong một quốc gia mà đang bị đàn áp thì các bạn muốn ủng hộ đơn vị nào đó đứng lên để mà giành lại cái quyền tự do, quyền công bằng của các bạn thì các bạn muốn quyên góp tiền nhưng mà các bạn không muốn uh, người ta biết với các bạn là ai thì những cái đồng như là monero rất là tốt để mà làm những chuyện đó chứ không hẳn là chỉ những tội phạm dùng đâu nhưng mà đáng tiếc đó cũng vì lý do đó cho nên rất khó để mà truy ra ai đang sử dụng những đồng này và đương nhiên là liên quan tới thuế các bạn cũng rất là khó luôn cho nên những đồng này đó sẽ không được chào đón nhưng mà không có nghĩa là những đồng này sẽ biến mất đâu các bạn nó sẽ luôn tồn tại và có thể sau này chỉ có thể trade qua những sàn dex mà thôi Chúng ta cũng có thông tin liên quan tới đồng ổn định của PayPal của bạn PYUSD thì PYUSD đã sẽ xuất hiện trên sàn Huobi Thuận nhớ là PYUSD sẽ bắt đầu trên sàn Coinbase Sàn thứ nhì đó chính là Huobi các bạn Và sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 9 và các bạn có thể deposit nhưng mà withdraw đó, rút đó thì sẽ bắt đầu một tuần sau đó là ngày 12 tháng 9 thì các bạn thấy được là đồng PayPal USD này đó cũng đã rất nhanh chóng xuất hiện trên nhiều sàn. Không biết là tương lai đồng PayPal USD này nó có vốn hóa lớn hay không, nhưng mà PayPal nghĩ là như vậy. Thuận thì không có nhiều đồng tin đến PayPal rồi các bạn. Họ cũng là một trong những công ty mà thường xuyên đóng băng tài khoản của người dùng vì bất cứ lý do nào và các bạn có thể bị giam tiền tới 6 tháng luôn nếu như mà các bạn không trả lời những câu hỏi như là họ nghĩ hay là họ nghĩ các bạn đang buôn bán gì đó mà các bạn không thông báo với họ hoặc là các bạn thường xuyên gửi tiền ra nước ngoài đó thì công ty PayPal rất là dễ đóng băng tài khoản của các bạn cho nên thường cũng không đầu người mà thích dùng PayPal đâu. Đương nhiên các bạn thấy là có một số dịch vụ đó thì khi các bạn thanh toán sử dụng PayPal thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Giống như là thuận không có đem sẵn cái ví của mình giống như thuận mua đồ online thì có thể là dùng cái login PayPal để mà thanh toán nó dễ hơn là thuận phải về nhà để mà lấy ví các bạn thì nó cũng có một số lợi ích. À, và PayPal vẫn là cái tên tuổi mà nhiều người bình thường biết đến cho nên hoàn toàn có khả năng là PYUC sẽ rất là được uh, ưa chuộng các bạn Thường chỉ nói là công ty PayPal nó không phải là công ty mà thường có nhiều lòng tin đâu Cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là thông tin liên quan đến công ty Genesis và công ty mẹ DCG Chúng ta đã biết là công ty Genesis là công ty mà đã khai bởi phá sản Đây là cái vụ drama giữa công ty Genesis À, với lại sàn Gemini về sản phẩm ơn nhưng mà công ty Genesis này đó là công ty con của công ty DCG của Bear Silver thì à, vì lý do đó nó thông tin này là thú vị tại vì bây giờ công ty con đã đệ đơn để mà kiện công ty mẹ vì lý do là công ty mẹ DCG đây đang nợ tiền họ năm 2019 đó, thì à, họ đã cho công ty mẹ DCG vay là 500 triệu đô la cùng với lại 18.697.7 Bitcoin thì một số tiền đã trả trở về và bây giờ đó thì vẫn đang nợ là hơn 4.500 Bitcoin cộng với lại cái số tiền họ cho vay là khoảng 500 triệu thì con số 4.550 Bitcoin này đánh giá khoảng chừng là 116 triệu hiện tại nghĩa là công ty DCG đó đang nợ công ty con là 600 triệu và họ nói là bây giờ họ kiện tại vì công ty mẹ cần phải trả lãi và vốn cho công ty Genesis, công ty con đó để họ có thể là hoàn tiền cho những cái uh, chú chủ nợ. Đây là lần đầu tiên thường nghe nói công ty con kiện công ty mẹ các bạn. Và hôm nay đó các bạn đã thấy là tuy crypto đó không có thay đổi nhiều nhất là Bitcoin đó vẫn là cái giá đó các bạn gần khoảng chừng là 25.700 đô 26.000 đô nhưng mà chúng ta thấy là chứng khoán Hoa Kỳ đó là một màu đỏ và chúng ta vẫn thấy được ngay bây giờ đó là hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ vẫn đang đỏ một chút và kết thúc đó chúng ta thấy là Nasdaq đã xuống hơn 1% chỉ số S&P 500 đó thì xuống 0.7% và Dow Jones nó sẽ xuống 0.5%. Thì tại sao vậy? Đó chính là liên quan đến những cái sự lo lắng về việc là Fed có tiếp tục tăng lãi suất hay là không và suy thoái tài chính các bạn. Có thể là các bạn đã nghe những thông tin này đó, có cái đồ lạ chúng ta cũng đang nghe mọi người lo lắng rồi nhưng mà các bạn thấy là lâu lâu đó thì lại bắt đầu là có ai có động thái gì đó và lần này đã liên quan tới dầu dẫn đến là cái sự lo lắng là CPI tăng trở lại, dẫn đến sự lo lắng là Fed lại tiếp tục tăng lãi suất, dẫn đến là Fed có thể giữ lãi suất cao thời gian lâu hơn là nên và xảy ra uh, suy thoái tài chính nói chung uh, thì cái mối lo lắng này đã cứ được hâm nóng lại hoài các bạn hầu như cái ai đó đã không muốn nhà đầu tư quên đi và quá bullish thì uh, trước hết uh, chúng ta cũng đã nhìn thấy được là hợp đồng của dầu ngày hôm nay đã, đã tăng lên tới mức là 87 đô 40 cent hiện tại có nghĩa là chúng ta đã tiến tới gần là 90 đô la các bạn và chúng ta sẽ nói thêm về dầu nhưng mà hợp đồng vàng đó uh, thì các bạn thấy là không thật đổi nhiều ngày hôm nay cũng giống như là bitcoin các bạn hôm nay đó dầu tuy là tăng thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là một màu đỏ nhưng mà Bitcoin và vàng đó thì không thay đổi nhiều. Nói tới dầu đó thì chúng ta đã có một cái thông tin ngày hôm qua lúc mình thường chia sẻ video với các bạn đó, thì vẫn chưa có đọc được thông tin này. Cho nên hôm qua đó thường cũng đã nói là wow giá dầu tăng trở lại rồi các bạn. Nhưng mà hôm nay đó thường đã biết thêm lý do tại sao rồi. Tại vì chúng ta có thông tin đó chính là Ả Rập Saudi và Nga đó họ đã gia hạn cắt giảm sản lượng dầu cho đến cuối năm. Cái điều các bạn nên hiểu ở đây đó là Nga những quốc gia trong cái nhóm OPEC Plus đó, họ là cắt giảm cái sản lượng dầu một thời gian dài rồi để mà cố giữ giá dầu à, và các bạn thấy được giá dầu đó đã giảm từ cái mức cao khi mà chúng ta nhìn về biểu đồ của dầu á thì các bạn đã thấy là lập đỉnh á, là cái thời điểm năm 2022 hồi tháng 5 nghĩa là hè năm ngoái đó, giá dầu lên tới mức cao là 120 đô cho một thùng dầu. Sau đó các bạn thấy được là giảm xuống đó, có một thời gian là dưới 70 đô luôn, chỉ có 65 đô cho một thùng dầu mà thôi. Và cái này đó là sau khi các bạn thấy được là cái nhóm OPEC Plus cùng với là những quốc gia như là Nga đó thì họ đã giảm sản lượng dầu xuống để có thể giữ được giá dầu nhưng mà giá dầu vẫn giảm các bạn. Bây giờ đây chúng ta đã thấy là một lần nữa Nga và Ả Rập Saudi đã gia hạn cắt giảm sản lượng dầu cho đến cuối năm luôn và sau đó các bạn thấy là giá dầu cũng đã có phản ứng nó tích cực hơn tăng một chút xíu các bạn nhưng mà không biết là có giữ được mức này bao nhiêu lâu tại vì các bạn đã từng thấy là mỗi lần có một cái thông tin gì liên quan tới là những quốc gia này hợp lại rồi họ tiếp tục cắt giảm thêm cái sản lượng dầu đó thì dẫn đến là chúng ta thấy giá dầu tăng rồi sau đó là giảm xuống tại vì trên căn bản đó các bạn đã biết là ở Hoa Kỳ thì cũng tung ra dầu để mà đẩy giá xăng dầu xuống tại vì giá xăng dầu đó trước đây rất là cao các bạn cho nên đẩy xuống để có thể là người dân trả ít tiền hơn khi mà đổ xăng và giá xăng dầu là ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát nhưng mà cái số lượng dầu được tung ra bởi Hoa Kỳ đó thì là một phần cực kỳ nhỏ so với cái số lượng cắt giảm bởi OPEC Plus nhưng mà các bạn thấy là rất rõ ràng đó giá dầu ở cái mức thấp một thời gian như vậy là tại vì cái nhu cầu dầu giảm xuống và đây cũng là một trong những dẫn chứng cho thấy là nền kinh tế toàn cầu đó đã đang chậm lại lần này đó tiếp tục cắt giảm thêm không biết là có giữ được cái mức giá dầu cao hay không tại vì những cái quốc gia OPEC Plus này đó thì họ dựa vào giá dầu các bạn và họ cũng đã từng nói là dưới 100 đô một thùng dầu đó thật ra gây cho họ rất nhiều những cái khó khăn cho nên họ cần giá dầu ở đâu đó một 100 đô nhưng mà vẫn không làm được các bạn thì kỳ này giá dầu đã trở lên 87 đô chúng ta sẽ tiếp tục quan sát coi là như thế nào Nhưng mà các bạn thấy được là giá dầu tăng đó, Thì như thường vừa chia sẻ sẽ, sẽ dẫn đến à, cái khả năng là CPI tăng Tại vì các bạn biết giá dầu đó là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát Tại vì giá dầu tăng đó, các bạn không những là đổ xăng với cái mức giá cao hơn Di chuyển hàng hóa cũng sẽ tốn kém hơn Tại vì cũng sử dụng xăng dầu và xăng dầu cũng sử dụng trong sản xuất vân vân Cho nên giá dầu đó rất là quan trọng trong phần trăm lạm phát các bạn Và ước tính của Cleveland Fed thì họ đã đưa ra cái ước tính cho CPI tháng 8 này và họ nghĩ là sẽ tăng trở lại tới mức là 3.82% các bạn, nghĩa là tiếp tục tăng. Wow, các bạn thấy được là tháng 9 thì họ ước tính là sẽ tăng thêm 0.45% nữa ở mức là 3.91% khi mà chúng ta so sánh với lại tháng 9 của năm ngoái. Chúng ta đã nhớ, chỉ số phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ CPI đó đã ở cái mức thấp gần đây là 3%, sau đó tăng nhẹ lên 3.3. Bây giờ các bạn thấy được Fed ở Cleveland đó, ước tính là sẽ tăng trở lại từ đây cho đến cuối tháng 9 đó. nghĩa là vào tháng 10 chúng ta sẽ có thông tin của tháng 9 thì phần trăm lạm phát có thể trở về mức là gần 4% các bạn. Và đương nhiên trước đây đó khi mà người ta nhìn vào ước tính từ Cleveland Fed đó, coi là có phải là chính xác hay không thì những cái ước tính trước đây của Fed ở Cleveland thì họ ước tính là cao hơn sự thật là khoảng 0.1 tới 0.2%. Cho dù chúng ta tính luôn cái phần này đi vào con số họ vừa đưa ra đó thì các bạn thấy được là phần trăm lạm phát vẫn sẽ tăng ngược trở lại. Và đương nhiên chúng ta đã thấy điều này khiến cho nhiều người lo lắng là Fed lại sẽ tiếp tục tăng lãi suất và chúng ta cũng nhận được thông tin ngày hôm nay đến từ chủ tịch địa phương của Fed là Susan Collins và Susan Collins là chủ tịch Fed ở Boston và bà ta đã cho biết là các dữ liệu vẫn chưa đủ thuyết phục để chắc chắn là sẽ ngưng tăng lãi suất nhưng mà Fed đã gần đỉnh hay là đã đến đỉnh của lãi suất rồi có nghĩa là các bạn thấy cũng không nói rõ ràng ngày mai và ngày mốt đó chúng ta sẽ có hàng loạt những bằng chức của Fed thì sẽ rõ ràng hơn nhưng mà ngay cả Susan Collins thì cũng đã không chắc chắn là sẽ ngưng tăng ở đây có nghĩa là vẫn có khả năng sẽ có thêm một đợt tăng trưởng nữa và khi các bạn nhìn vào chỉ số DXY đây chỉ số so sánh đồng đô la với là những đồng khác như là đồng Nhật Bản hay là đồng ở châu âu đó thì các bạn đã thấy được là đồng đô la bây giờ vẫn đang trên con đường mạnh hơn các bạn đã thấy được là từ thời điểm Giữa tháng 7 tới bây giờ đó, đã tăng ngược trở lại Chúng ta đã chờ đợi một thời gian dài Để chỉ số DXY này xuống dưới 100 điểm à, Thì chúng ta cuối cùng cũng đã thấy Nhưng mà chỉ dưới 100 điểm Chỉ có 4 ngày thôi các bạn Sau khi mà đạt đỉnh chúng ta đã nhớ Là cái mức cao của chỉ số DXY này Là ở thời điểm vào tháng 9 Của năm ngoái lúc đó là lên tới 114 điểm Luôn các bạn à, Và chỉ dưới 100 điểm Chỉ có vài ngày thôi rồi là tăng ngược trở lại Và những mà nào mà theo dõi DXY cũng biết đó, Là chỉ số này nó sẽ đi ngược lại với lại thị trường tài chính có nghĩa là khi mà DXY tăng đó nghĩa là đồng đô la có cái sức mạnh cao hơn những đồng khác thì sẽ dẫn đến thị trường tài chính là một màu đỏ và ngược lại cho nên nhiều người đó thì muốn thấy là chỉ số DXY này có cái xu hướng giảm xuống nhưng mà vẫn không giảm các bạn thậm chí là tăng ngược trở lại rồi nhưng mà cho tới bây giờ đó thì các bạn thấy hợp đồng tương lai của CME vẫn nghiêng về là cuộc họp tháng 9 này 93% là sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa, sẽ giữ nguyên lãi suất. Tháng 11 đó thì các bạn thấy được là cũng là phần lớn 53.5% nghĩ là sẽ giữ nguyên lãi suất và đến cuối năm nay cuộc họp cuối cùng vào giữa tháng 12 đó thì cũng như vậy các bạn nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi thêm coi những lời phát biểu ngày mai và ngày mốt của Fed đó, sẽ có gì trong đó thì thường nghĩ chỉ số này sẽ có cái sự thay đổi. Tại vì cuộc họp kế tiếp của Fed đó, là chúng ta còn không tới 2 tuần nữa. Và một trong lý do tại sao mà nhiều người nghĩ là Fed cho dù có muốn cũng không có dám tăng trưởng nữa Tại vì chúng ta bắt đầu có những dấu hiệu xấu của thị trường Chi tiết hơn đó, chúng ta có thể nhìn thấy được là công ty Roku Roku là công ty mà họ làm những cái máy các bạn dùng để mà xem Netflix, dùng mà stream đó. Thì Roku là công ty rất là lâu đời các bạn Cái máy đầu tiên thường sử dụng để mà xem Netflix đó là Roku cách đây mười mấy năm rồi Thì công ty này họ đã đưa ra thông tin là sa thải 10% nhân viên và đây không phải là lần đầu tiên các bạn đây là lần thứ ba rồi lần mà chúng ta biết đầu tiên là 200 nhân viên vào tháng 11 của năm ngoái rồi 200 nhân viên vào tháng 3 của năm nay và 10% này là khoảng 360 người các bạn đó chính là thời điểm này sa thải nhân viên không phải là chúng ta chưa nghe chúng ta đã nghe rất là nhiều lần rồi nhưng mà cái mà các bạn nên hiểu ở đây là năm ngoái khi mà trở nên tệ hơn về lạm phát giống như chúng ta nói là nhiều công ty đó cùng nhau xả nhân viên các bạn thấy được là mới đầu đó những công ty đầu tiên như là sa thải thì tin tức đang khắp nơi luôn. Rồi từ từ công ty thứ nhì sa nhân viên các bạn cũng đăng nhưng mà ít hơn các bạn giống như là Microsoft hay là Google gì đó. Rồi các bạn thấy được là từ từ những công ty kia đó họ sa thải nhân viên thì hầu như không được nói tới nhiều trên báo chí nữa. Mới đầu đó thì công ty đầu tiên sa nhân viên sẽ bị chỉ trích nhiều là có cần phải sa thải hay này không tại sao lại sa thải vân vân. Nhưng mà khi mà một hai ba bốn công ty bắt đầu sa thải rồi thì những công ty khác đó họ cũng sẽ dựa vào đó để mà sa thải chứ dù họ không cần tại vì những đợt sa thải đầu tiên đó thì có thể là họ cũng chưa cần phải sa thải đâu các bạn nhưng mà sa thải thì có thể giảm đi cái chi phí công ty à, và điều đó cũng làm tăng lên lợi nhuận của công ty các bạn à, nhưng mà bắt đầu đó tới những đợt sa thải kế tiếp đó, thì các bạn thấy được là phần lớn là tại vì họ lo lắng sẽ có một cái đợt suy thoái tài chính của năm nay rồi khi mà chúng ta chờ đợi suy thoái tài chính ngày nào ngày nọ vẫn chưa có thì đầu năm nay đó những công ty đó bắt đầu báo cáo thu nhập tăng lên các bạn cho nên cổ phiếu từ đầu tới bây giờ mới tăng lên tại vì năm ngoái họ đã có sự chuẩn bị họ đã cắt giảm nhân viên rồi À, nhưng mà các bạn thấy được là suy thoái tài chính cũng không có xảy ra như họ nghĩ và bây giờ chi tiêu họ là thấp hơn thu nhập của họ vẫn giữ được cho nên các bạn mới thấy được là thu nhập của họ tăng lên dẫn đến là cổ phiếu cũng tăng theo nhưng mà ngay thời điểm bây giờ đó chúng ta nghe những công ty vẫn còn sa thải là một cái mối lo ngại đó các bạn sau gần như một năm rồi chúng ta vẫn thấy là sa thải vẫn xảy ra tuy được không nhiều như trước nhưng mà công ty Roku không phải là công ty duy nhất đâu các bạn gần đây chúng ta cũng vừa nói tới một cái công ty mà cũng vừa sa thải nhân viên và tất cả đó điều hướng về là chúng ta sẽ có suy si thoái tài chính hay là không và suy si thoái tài chính hay không đó thì điều dựa vào Fed giữ lãi suất cao bao nhiêu lâu hay là còn tăng nữa hay không và chúng ta đã bắt đầu là có hai suy nghĩ khác nhau rồi các bạn. Cuối năm ngoái đó, hầu như ngân hàng nào cũng nghĩ là chúng ta sẽ có à, một cái năm ảm đạm năm 2023 này, cuối cùng nó không ảm đạm các bạn mà chứng khoán cũng đã tăng lên cũng giống như crypto. Và bây giờ chúng ta đã bắt đầu có những suy nghĩ trái chiều nhau như là ngân hàng JP Morgan thì họ đưa ra cái thông báo đó là họ nghĩ là có nhiều khả năng sẽ xảy ra khủng hoảng trong vòng 6 đến 12 tháng tới đây và cái mức độ nghiêm trọng của nó có thể cao hơn là dự đoán của thị trường nhưng mà ngược lại đó các bạn thấy rồi Goldman Sachs thì ngân hàng Goldman Sachs lại nói là chúng tôi tự tin sẽ không có suy thoái tài chính ở Mỹ hai ngân hàng có hai quan điểm khác nhau hiện tại nói chung nên chúng ta cũng không biết là tin minh nào của bạn nhưng mà sự thật đó, thì thường như thường chia sẻ nó sẽ nằm ngay chính giữa và có suy thoái hay không đó, thì chúng ta phải chờ đến lúc mà fed gần giảm lãi suất các bạn bây giờ fed cũng chưa nói là sẽ ngừng tăng cho nên chúng ta sẽ không biết được đâu à, nhiều người nói là tới lúc mà fed đã đạt định lãi suất rồi họ nói là bây giờ đã đủ để đẩy lùi lạm phát đó, thì vẫn chưa có suy thoái thì coi như chúng ta cũng đã thoát được cái nạn suy thoái này nhưng mà không hẳn đâu các bạn chúng ta cũng đã từng nói rất nhiều cái lúc mà chúng ta thấy suy thoái tài chính xảy ra đó đây là cái biểu đồ à, của thị trường chứng khoán hoa kỳ từ năm 1955 cho đến năm hiện tại các bạn và chúng ta đã thấy những cái cột màu xám trên màn hình đó là đại diện cho những cái đợt suy thoái cột màu xám mà càng lớn đó, nghĩa là suy thoái càng lâu thì chúng ta đã nhìn thấy được là gần đây nhất là chúng ta có một cái thanh màu xám rất là nhạt và cũng không có lớn đó chính năm 2020 tại vì theo định nghĩa đó suy thoái tài chính đã xảy ra khi mà có dịch bệnh lúc đó các bạn thấy là thất nghiệp tăng cao rồi mọi người cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà sau đó đã có những cái gói cứu trợ dẫn đến thị trường tài chính lại tăng trở lại nhưng mà trước đó đó chính là thời điểm năm 2008 trước đó nữa là các bạn thấy là bong bóng đợt hôm trước đó nữa là khủng hoảng năm 1990 và trước đó nữa là những năm 1980 vân vân và một trong những điều mà chúng ta thấy tương đồng với nhau trong những đợt này đó là cái đường màu xanh này đại diện cho lãi suất của Fed và các bạn đã thấy gì trên màn hình Mỗi một lần mà chúng ta có cái đường màu xám xuất hiện đó đó chính là thời điểm không phải là Fed tăng lãi suất mà là khi Fed giảm lãi suất các bạn. Có nhiều bạn hỏi về cái hiện tượng này cho nên thường muốn dành thời gian này mà chia sẻ lại nhưng mà nào mà xem kênh thường xuyên đó cũng đã nghe thường đã từng chia sẻ về hiện tượng này rồi. Và các bạn đã thấy là khi mà Fed giảm lãi suất đó chính là lúc suy thoái tài chính xảy ra. À, tại vì sao vậy? Tại vì trên căn bản Fed là đơn vị nhìn vào kính chiếu hậu, họ là đơn vị phản ứng chứ không phải là cái đơn vị chủ động. Có nghĩa là khi tình hình kinh tế bắt đầu đã tệ rồi thì họ mới nghĩ đến việc lại giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế cho nên mới có hiện tượng này xảy ra thì nếu như chúng ta nghĩ là không có suy thoái tài chính khi mà Fed bắt đầu giảm lãi suất năm sau đó thì chúng ta đang nghĩ là lần này sẽ khác lần này Fed sẽ có thể là giảm lãi suất trước khi mà kinh tế trở nên xấu. Và vì lý do đó. Kinh tế sẽ không có đi vào suy thoái tài chính. Họ có làm được hay không. Thì không gì là không thể hết các bạn. Nhưng mà thường chỉ chia sẻ với các bạn là. Trong lịch sử đó. Cho thấy là họ đã không làm được. Đường này có thể là họ làm được. Và Thùng cũng không hy vọng. Có suy thoái tài chính đâu các bạn. Tại vì. Nếu mà suy thoái sẽ xảy ra. Thùng cũng không biết là crypto thị trường này sẽ ra sao tại vì trong lịch sử của bitcoin đó cho đến bây giờ mười mấy năm qua chưa bao giờ chúng ta có cái thời điểm suy thoái tài chính cho mười mấy năm qua cho nên chúng ta không biết được là bitcoin và crypto nói chung đó thị trường này sẽ phản ứng ra sao các bạn nhiều người bullish thì họ tin là khi mà có suy thoái tài chính thì à, mọi người sẽ tìm đến một loại tài sản khác một loại tài sản mà có thể là cho họ một cái sự ổn định hay là thậm chí tăng trưởng và đó có thể là crypto giống như là một vàng điện tử ngược lại đó thì nhiều người nói là không đâu phần lớn mọi người vẫn xem bitcoin và crypto nói chung nó như là một mảng đầu tư mạo hiểm vì lý do đó khi mà tình không tốt đó thì họ sẽ lưu trữ tiền mặt chờ đợi thời cơ chứ sẽ không có dòng tiền nào đi vào thị trường crypto này cái đó là quan điểm của một người mà tích cực và một người tiêu cực các bạn đối với thị trường crypto này cái mình thường có thể chia sẻ theo kinh nghiệm là năm 2008 tám à, các bạn đã biết lúc đó là thuận mới bắt đầu đi làm trong thị trường tài chính và suy si thoái tài chính đã xảy ra thì ngay thời điểm đó đó đương nhiên các bạn thấy là trong thời gian khoảng chỉ một năm cổ phiếu đã giảm xuống ở hoa kỳ giảm xuống là 30% mươi nữa các bạn lúc đó rất nhiều người lo lắng và đã dẫn đến nhiều đợt bán tháo khiến cho cổ phiếu mới giảm sâu như vậy nhưng mà lúc đó đó không phải là ai cũng thất nghiệp được các bạn thất nghiệp chỉ tăng lên mà thôi lúc đó thuận vẫn có việc làm mà nhiều người vẫn có việc làm các bạn chỉ là lúc đó là không có thời điểm mà các bạn sẽ nói với sếp các bạn là bây giờ cho tôi lên lương định trước đầu lúc đó là cái lúc mà các bạn chỉ cắm đầu xuống làm mà thôi và hy vọng là sẽ không bị sa thải ngay thời điểm đó à, và thuận đã may mắn không có bị sa thải trong thời điểm đó các bạn nhưng mà thuận và nhiều người đó thì lúc đó vẫn tiếp tục tích lũy các bạn tại vì suy si thoái tài chính xảy ra rồi nó cũng sẽ qua đi mà thôi thì không có nghĩa là chúng ta không tận dụng cơ hội đó để mà tích lũy ở những mức thấp và những người mà đã không lo lắng nghĩ đến tương lai nghĩ đến là trong lịch sử vẫn cho thấy được là thị trường chứng Hoa Kỳ đó tăng trưởng theo thời gian mọi thứ đó đã bị thổi phồng lên trong một thời gian ngắn rồi sau đó nó điều chỉnh lại một mức nào đó rồi sau đó lại tiếp tục tăng trưởng trở lại các bạn tại vì những công ty nào yếu sẽ bị loại bỏ khi mà suy tôi tài chính xảy ra những công ty nào mà có quá nhiều nhân viên họ sẽ sa thải bất nhân viên những người nào mà chỉ dựa vào dòng tiền dễ dàng vay mượn được từ ngân hàng để mà kinh doanh cũng sẽ bị sa thải nhưng mà tới một mức nào đó thì các bạn thấy được là mọi thứ đã ở một cái mức cân bằng trở lại sau đó bắt đầu chúng ta thấy là nó sẽ tiếp tục tiến triển và không có lý do gì mà không tận dụng thời điểm đó để mà đầu tư và lúc đó các bạn thấy là thuận và nhiều người thì vẫn tích lũy à, chờ đợi cơ hội và các bạn thấy là cuối cùng đó thị trường chứng khoán cũng đã trở lại và còn mạnh hơn khi xưa và ngay lúc mà có suy thoái đó các bạn thấy là mọi người đều đưa ra những nhận định là chúng ta cần phải chờ đợi là 10 năm, 20 năm à, thì chứng khoán mới trở lại mức cũ trong vòng chỉ có 3 4 năm thôi là giá đã trở lại mức cũ rồi các bạn. Thì cũng đã nghe rất nhiều người nói là bất động sản đó còn lâu mới trở lại cái mức giá của năm 2000 7, tại vì lúc đó giá bị thổi phồng lên các bạn có thể nói là bất động sản Hoa Kỳ đã giảm 20 30% trong một thời gian ngắn và nhiều người nói là sẽ không trở lại đâu tại vì uh, tiền uh, quá dễ dàng vay mượn được uh, và cái quy định cho vay nó quá thả lỏng chứ còn sau này sẽ không có vấn đề đó các bạn nhưng mà trên căn bản đó tài sản nào mà nhu cầu tăng theo thời gian mà tài sản đó có cái số lượng giới hạn hay là tăng trưởng chậm hơn là nhu cầu thì giá cũng sẽ tăng theo thời gian mà thôi và bất động sản đó chỉ trong vòng trong vòng 5 năm thôi các bạn đã bắt đầu trở lại mức cũ và cái mức bây giờ đó đã còn cao hơn nhiều so với cái đỉnh của năm 2007 à, và bây giờ nhiều người nói là bất động sản đang trong bong bóng thì cũng có thể nhưng mà điều chỉnh một mức nào đó thì các bạn thì được là cái nhu cầu và cái giá đó đã cân bằng trở lại thì từ đó sẽ là một cái nền tảng cho một cái đợt tăng trưởng mới chỉ chia sẻ một chút để các bạn có cái cách nhìn tổng quát hơn về suy si thoái tài chính mà thôi nó không phải là tận thế đâu các bạn. Suy si thoái tài chính nói là suy si thoái tài chính nghe giống như là trầm trọng lắm thì có thể là ảnh hưởng rất xấu đối với một số công ty và một số người, nhưng mà trên căn bản đó, nó cũng giống như là một cái đợt điều chỉnh lớn trong nền kinh tế các bạn. Khi mà mọi thứ nó đã vượt quá cái mức cân bằng thì mọi thứ sẽ trở về cân bằng rồi sau đó từ đó sẽ bắt đầu tiến triển tiếp tục chứ không phải là suy thoái tài chính rồi là mọi thứ là sẽ không bao giờ tiến triển nữa và chúng ta sẽ thấy thất nghiệp dẫn đến là mọi người sẽ vô gia cư đâu <laughs> Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mấy video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhìn nhiều, nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số nhiều điều khác như các bạn như thế trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn